Này, sao lâu thế? Ông có biết thông tin chính xác của em ở khu này không? Ông đi làm ba ra gì mà ông thiếu kiên nhẫn này à? Ông có biết là các phóng viên khác họ đi làm mảng giải trí, họ phải ăn trực nằm chờ ở nhà ngôi sao nhà ông, có khi đến cả tháng đấy không ạ? Anh em mình chờ đợi có 2 tiếng, chưa gì ông loạn hết cả lên. Tôi không biết, nhưng mà tôi làm mảng xã hội ấy, tôi không phải chờ như thế này. Đến phát là có bài ngay, đây chờ từ sáng, mà chờ thì nóng chang chang ra mà chả thấy em ngôi sao đâu cả. Vậy sao ông không theo mảng xã hội đi, tự nhiên ông nhảy sang mảng giải trí đây, bây giờ ông kêu ca cái gì? Thì đấy, ông biết rồi còn gì, mảng xã hội ít tiền, mảng này nhiều tiền. Đấy nhá, đấy là chính ông nói đấy nhá. Muốn kiếm được nhiều tiền ấy, thì chịu khó bỏ công bỏ sức ra mà lao động. Cứ như ông thì làm sao mà làm được việc. Tôi nói cho ông biết này, ông mà săn được tin nóng ấy, bán cho các báo khác á, đầy tiền. Hay là bắt tay với các ngôi sao khác để viết bài bia ấy, tiền đẻ ra tiền, không thiếu tiền luôn. Vì thế tôi mới để theo ông để học hỏi. Thời buổi này ấy, độc giả chỉ quan tâm đến những tin lá cải, như em này cặp với anh này, anh kia, hay là phốt phủng linh tinh gì đấy. Độc giả bây giờ chỉ thích bóc phốt thôi. Này, thế cái em ái thu của ông ấy thì có cái phốt gì? Chưa có phốt thì bây giờ mới phải đi săn phốt đây. Tôi nói cho ông biết nhá, các ngôi sao nào ấy bây giờ chỉ cần trúng giải Á Khôi hay là Hoa Khôi thôi, kiểu gì chẳng là dính phốt cặp với đại gia, không thiếu phốt ông ạ. Tôi hiểu rồi. Có phải em ý kia không? Đúng rồi đấy ông ạ. Bây giờ anh phải theo chân để mà chụp ảnh thôi, không rõ mặt ấy thì cũng phải rõ quần áo hay là túi sách, dùng đồ gì, hàng gì, hiệu hay fake để về có viết bài. Đây. Bọn phóng viên luôn luôn dịch dập em ý, mệt lắm. Ghê quá, người nổi tiếng bây giờ khó gặp quá nhở. Chị nói thế nào ấy, ai khó, nhưng riêng chị không bao giờ khó. Em làm sao mà quên ơn chị được. Không có chị á, còn lâu em mới đạt được cái vương vị Hoa Khôi Ánh Trăng. Ôi dồi ôi, cô vẫn còn nhớ đến công lao của tôi kìa. Thế mà chị của cô gọi cho cô 5 lần 7 lượt, cô chẳng bao giờ cô nghe cả. À thì đấy là những cái lúc mà chị gọi em đi quay quảng cáo này, rồi đi event. Mà điện thoại thì em có được cầm đâu, toàn mấy con quản lý cầm cho em đấy chứ. Thì tôi cũng hiểu cho cô, nhưng mà dạo này nhà cửa cũng khang trang quá nhở. Lại còn có cả bộ sưu tập giày dép, túi sách, sang chảnh quá cơ. Toàn quà được tặng mà chị. Đấy, mỗi lần em về đến cửa là quá chất đống lên mà không biết ai tặng cơ. Chưa cần nghe cô kể thì chị đã biết là toàn đồ được tặng rồi, toàn những đồ bình dân nệ cơ mà. Chị không phải khó chịu, chị đến đây hôm nay ấy là muốn nói với em một chuyện, là nếu như em muốn sống một cuộc sống sang chảnh sung túc, đúng chất sang chảnh, không phải lo về tiền bạc, thì hãy về với đội của chị. Thế là làm gì hả chị? Không, em không làm gái đâu. Thế nào là làm gái? Cô này hay thật đấy. Đấy gọi là yêu ngắn hạn. Rồi ôi, em chẳng biết cái gì cả. Bây giờ chị thử hỏi nhá, tự thân nuôi mình thì đến bao giờ em mới mua được nhà lầu xe hơi? Chị nói thật với em, bây giờ tuổi trẻ của em còn như thế này thì em còn có thể làm được, kiếm ra tiền. Chứ bây giờ vài năm nữa già rồi, có bán rẻ cũng chẳng ai mua đâu. Nhưng mà đấy là bán rẻ nhân cách, em không làm. Úi dồi ôi, thế mà đòi làm hoa hậu Ánh Trăng. Đấy không phải là bán rẻ nhân cách mà đấy gọi là bán đắt, hiểu chưa? Chị chỉ ví dụ cho em rất là ngắn gọn như thế này. Bây giờ em đi một tour 2-3 ngày, em kiếm vài chục nghìn đô. Chị
cứ hỏi vài chục nghìn đô, bình thường em làm bao nhiêu năm mới được? Có mà 10 năm cũng không được ý chứ. Thôi, nói nhiều, khát nước mệt lắm. Cứ suy nghĩ đi, từ giờ đến tối, có gì thông báo lại cho chị. Thôi chị cũng về đây, chị mệt quá. Thế chị về nhá, có gì tối em sẽ nói chuyện với con. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Triệu á? Túi này đắt nhất cũng là 4 triệu. Louboutin cũng 80 triệu. Ôi cái này 27 triệu này. Đẹp thế. Thích thế không biết. Chị ạ, chị cho em theo chị với nhá. Ơ thế à, thế lại đồng ý à? Ừ, thế cứ sắp xếp quần áo đi. Từ ngày kia đi theo chị, yên tâm là sẽ được nhiều tiền. Tiền tiêu thả ra không phải nghĩ. Vâng ạ, thế thì chị nhắn tin cho em ngay địa chỉ ở cái nơi mà mình sẽ đến này. Rồi thông tin lịch trình bay thế nào để em chuẩn bị đồ chị nhá. Ừ, thì kia chị gọi. Ừ, thế nhá. Ok chị. Cô ấy đồng ý rồi hả? Vâng ạ. Mỡ treo miệng mèo thì mèo làm gì mà không ăn. Đại gia của em ạ. Tốt, tôi sẽ thưởng cho cô như những gì chúng ta đã thỏa thuận. Vâng ạ. Cục ly. Tao sợ là bà ấy khai ra bọn mình thì sao? Thế này thì sự nghiệp của tao tiêu tan hết à? Vừa mới lên được một tí. Thôi, bây giờ tao đi tìm người để giúp luôn đây nhá, không có thời gian nói chuyện nữa đâu. Ừ. Gặp luật sư có việc gì? Dạ vâng, em muốn anh giúp em ạ. Là em vừa mới đạt được một cái giải trong cuộc thi sắc sắc đẹp ạ. Em lại chót đi theo một chị này, chị giới thiệu em đi tour tiếp khách để kiếm tiền ạ. Và vừa rồi em nghe thông tin là chị bị bắt. Em đang lo không biết là chị có khai ra mình trong đường dây này hay không ạ. Nên em đến gặp anh nhờ anh tư vấn cho em. Thế em được chị giới thiệu là đi khách được bao nhiêu lần? Dạ thủ thuật với anh, đây là lần đầu tiên. Em đang chuẩn bị đi tiếp theo, tour tiếp theo thì em nghe được thông tin là bị bắt. Đi lần đầu tiên đấy thì em có nhớ là em được bao nhiêu tiền không? Và ai là người trực tiếp đưa tiền cho em? Dạ chị ý là người đưa tiền cho em ạ. Và cái lần vừa rồi thì em được gần 10.000 đô ạ. Kèm theo là các túi sách hàng hiệu nữa. Sao là em có thông tin là hiện nay là chị đã bị bắt, bị công an bắt rồi đúng không? Vâng. Và bắt vì cái tội là do là chị môi giới cho em hoặc là các cái cô người mẫu khác đi khách đúng không? Vâng. Bây giờ em là lo lắng là không biết là mình có
vi phạm các cái quy định pháp luật gì hay không, đúng không? Vâng ạ, anh tư vấn cho em với ạ, như thế em có bị phạm cái tội gì không ạ? Bây giờ các cơ quan cảnh sát điều tra đã gọi em lên để lấy lời khai chưa? À dạ chưa ạ, không có nghĩa là em thì không biết chị đã khai ra em chưa, nên em rất là lo nên muốn đến gặp anh hỏi. Về cái vấn đề này của em ấy thì em cứ bình tĩnh để nghe anh giải thích. Về cái khía cạnh pháp luật ấy thì đối với lại pháp luật Việt Nam ấy thì hiện nay là pháp luật Việt Nam là không thừa nhận cái hoạt động gọi là bán dâm của nam hoặc là của nữ. Qua cái sự việc của em ấy thì anh hiểu là hành vi của em gọi là hành vi bán dâm, và hành vi bán dâm được hiểu đó là giao cấu với người khác và để được cái lợi ích vật chất hoặc là tiền. Và theo cái quy định của pháp lệnh phòng chống mại dâm ấy thì đây là cái hành vi vi phạm pháp luật, và Việt Nam hiện nay thì chúng ta chưa thừa nhận đây là một cái công việc hợp pháp. Thế vì vậy mà cái hành vi của em như thế là hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì em đã đi khách một lần và nhận được cái số tiền là tương đối lớn. Thì về cái phương án xử lý đối với em ấy thì nó sẽ là thế này. Theo quy định của cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự ấy và tệ nạn xã hội ấy, thì cái hành vi của em sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng đấy. Và theo anh ấy thì nếu mà cơ quan cảnh sát điều tra khi mà lấy lời khai của người môi giới cho em và gọi em lên thì em cứ khai báo một cách rõ ràng, thành khẩn với cái nội dung đó là em đây là lần đầu em tham gia, và thứ hai là do cái sự hiểu biết pháp luật cũng hạn chế, và thứ ba là em cũng cung cấp các cái thông tin khác để cơ quan pháp luật người ta giúp giải quyết cái vụ việc được nhanh chóng. Vâng ạ, em thì cũng mới còn trẻ đấy ạ, nên cũng không biết được nhiều điều như thế, cũng không biết đấy là mình bị vi phạm ấy ạ. À, anh ơi cho em hỏi là thế hành vi của chị giới thiệu em ấy ạ, thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Thì đối với lại cái hành vi mà của cái người mà môi giới cho em thực hiện hành vi bán dâm ấy, thì đấy là chị vi phạm các cái quy định của pháp luật hình sự, cụ thể là cái điều 255 của bộ luật hình sự, đó là hành vi môi giới mại dâm. Và đối với lại cái hành vi này thì có cái mức phạt tù thấp nhất là từ 6 tháng trở lên. Thì một cái lời khuyên cho em ấy là em bây giờ vẫn còn trẻ ấy, thì cái việc này của em ấy là cái sai lầm đầu đời của em, và em cũng đã vướng phải các cái quy định của pháp luật rồi. Thì một cái lời khuyên rất là chân thành của anh ấy là lần sau em không nên có cái hành vi bán dâm nữa, và đặc biệt ấy là không bán dâm nhưng mà cũng không nên tham gia vào các cái hoạt động môi giới mại dâm. Nếu mà em bán dâm đã bị xử lý vi phạm hành chính rồi thì em có hành vi môi giới mại dâm thì là trách nhiệm hình sự, và lúc đấy là em phải chịu cái hình phạt theo pháp luật hình sự, và nó sẽ rất là nghiêm khắc đối với bản thân em. Anh ơi, thế sau cái vụ này thì nếu mà báo chí biết được thì có liệu có bị ảnh hưởng đến con đường về sau của em không ạ? Em chỉ sợ mọi người biết hết thôi. Nếu mà các cái cơ quan thông tin báo chí người ta biết được và người ta công bố các thông tin thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự nghiệp của em về sau, và đặc biệt là ảnh hưởng đến cái đời sống cá nhân của em về sau. Thì anh nghĩ là đây là một cái bài học rất là lớn cho em để em rút kinh nghiệm về sau. Thế thì em có gì em thắc mắc nữa thì em sẽ gọi điện cho anh được không ạ? Được, mong em bình tĩnh và vượt qua cái giai đoạn này. Dạ vâng.